Xin kính chào quý cô, quý bà và anh chị em. Một lần nữa, xin chúc quý vị một ngày tươi mới, an lành và tràn đầy phước hạnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay qua chương trình trò chuyện ban mai với Mục sư Quang, tôi xin nói đến đề tài đó là nỗi cô đơn, loneliness. Trong tuần vừa qua, tôi có đọc một vài tin tức nói đến vấn đề này là loneliness. Nỗi cô đơn dường như nó đang áp đảo trong một cái thế hệ, mà thế hệ này gọi là Millennial. Millennial là một cái thế hệ tính từ thanh thiếu niên cho đến young adult age, là khoảng 30 tuổi. Từ thanh thiếu niên, là teenager, và cho đến khoảng 30 tuổi, hoặc là có thể là 35 hoặc 40. Cái nhóm người millennial này là nhóm người bị ảnh hưởng rất là mạnh về vấn đề cảm thấy cô đơn, loneliness. Người ta nói rằng lý do tại sao mà những người trẻ như vậy lại bị tâm trạng cảm thấy cô đơn, có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng về technology, nó ảnh hưởng về cái media social, là tức là cái mạng xã hội. Mà chúng ta biết ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là sâu đậm trên các con cháu của chúng ta trong tương lai nữa. Có nghĩa rằng có nhiều người cảm thấy cô đơn bởi vì là họ không có sự giao thiệp với những người chung quanh. Cái sự cô đơn này nó không nhất thiết là người đó ở một mình mới cảm thấy cô đơn. Luôn cả cái người đó ở trong đám đông, giữa vòng đông người cũng cảm thấy mình cô đơn. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn xem xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay, dường như con người ít nói chuyện với nhau như xưa. Luôn cả trong gia đình, nhiều khi cha mẹ và con cái cũng không có cái thời giờ trò chuyện vui vẻ giống như mấy chục năm về trước nữa, đúng không quý vị? Lý do tại sao? Lý do tại vì là mạng xã hội. Tôi nhớ có một lần tôi đưa con của chúng tôi đi uống cà phê trong một cái dịp lễ Christmas vừa rồi. Thì khi chúng tôi ngồi ở trong cái phòng uống cà phê rất là ấm cúng, rồi trong gia đình trò chuyện vui vẻ với nhau, lắng nghe giống như là một cái sự mà họp mặt và uống cà phê ăn bánh ngọt, thì bỗng dưng ở trong cái phòng đó tôi nhìn ra ở bên ngoài thì tôi thấy cũng có một gia đình, người mẹ và bốn người con, những cái tuổi giống như là teenager và cho đến khoảng 20 mấy tuổi. Mà làm cho tôi để ý một điều là họ tập trung xem ở trong cái iPhone hoặc là iPad, mà mỗi một người, 5 người như vậy, mỗi người đều có cái cell phone hoặc là cái iPad riêng của họ. Mẹ thì mẹ coi, con thì con coi. Rồi tôi nhìn cái hình ảnh đó và tôi suy nghĩ, không biết nếu mà mình không chú ý thì coi chừng gia đình của chúng ta cũng bị giống như vậy. Không có cái thời giờ để mà communication, là nói chuyện với nhau. Quý vị ơi, cái sự cô đơn, mặc dù chúng ta ngồi trong đám đông, mặc dù chúng ta ở giữa đông người, chúng ta cũng cảm thấy lonely, bởi vì mình đã biệt riêng mình trong một cái thế giới khác, đó là qua cái iPhone hay là cái iPad hay bất cứ những electronic nào mà chúng ta đương sử dụng. Đó là lý do tạo ra cho một thế hệ mà chúng ta thấy cô đơn là như vậy đó quý vị. Tôi được biết có một vài tiệm ăn, họ muốn thay đổi cái environment, cái không khí
để cho gia đình đến ăn uống những cái tiệc đó có thời giờ nói chuyện với nhau. Và tôi cũng được biết là họ làm một điều rất là hay, là họ có cái hộp, và cái hộp đó để trên bàn. Và nếu gia đình nào mà muốn có cái thời giờ kêu là tương giao với nhau, trò chuyện với nhau, thì con cái, cha mẹ lấy cái iPhone của mình hay là iPad bỏ trong cái hộp đó, rồi khóa lại, đưa cho họ chìa khóa. Tức là trong cái thời giờ ăn uống không có ai đụng đến cái iPhone, không có ai texting, không có ai gửi tin nhắn, và cũng không có ai xem Facebook hoặc là news ở trong cái Internet. Tôi thấy điều đó rất là quan trọng và đáng khích lệ. Chúng ta không phải chỉ đi cái nhà hàng mà để làm điều đó. Có những nhà hàng thì không có, nhưng mà một số nhà hàng thì họ có tinh thần như vậy, rất là đáng khen. Nhưng mà tôi ước ao rằng có lẽ trong gia đình của mình, chúng ta cũng nên có một cái hộp hay là một cái bao gì đó. Và khi tới giờ ăn á, cha mẹ và con cái quyết định là phải bỏ cái iPhone electronic vào trong cái bao đó, siêu nó lại, dán lại, để có một bên. Và tới giờ ăn uống trò chuyện với nhau như xưa. Rồi sau đó thì chúng ta có thể trả cho mỗi người một cái máy của họ. Thì tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho cái gia đình của mình trò chuyện nhau nhiều hơn. Quý vị có biết rằng là khi mà con người nó không có cái sự mà tương giao với nhau trong gia đình hoặc là trong cái xã hội đó, thì nó sẽ đương nhiên là phải cô đơn mà thôi. Và cái tình trạng mà cô đơn, quý vị, rất là nguy hiểm. Nó tạo ra cho con người có một cái tinh thần giống như là depression. Và chúng ta thấy ngày hôm nay người Mỹ depress nhiều lắm. Vì lý do đó, cũng là một kiện vì lý do là họ không có một cái mối tương giao, không có một cái người bạn thật sự. Có những người bạn, có nhiều người cả 500-600 người bạn, nhưng người bạn toàn là người bạn ở đâu á, người bạn ảo thôi, chứ không có thật sự, đúng không? Cho nên chúng ta tưởng rằng, nhưng mà quý vị ơi, tạo cho cái con người bị thấy cô đơn, rồi thấy buồn chán, rồi lại sanh ra những cái bệnh như là anxiety, bệnh lo ra, lo lắng, bệnh lúc nào trong người cũng bồn chồn, sợ sệt. Đó là những cái chứng bệnh. Và người ta nói, quý vị biết không ạ, cái loneliness là cái sự cô đơn đó, nó giống như là một cái contagious, và tức như là nó lây, nó là cái bệnh, nó là một cái virus, có thể nó lây qua cái người khác. Nếu mà chúng ta không thận trọng, chúng ta ở cùng với những người cô đơn, quý vị, thì chúng ta sớm hay muộn cũng bị ảnh hưởng cái tinh thần cô đơn đó. Quý vị các bạn, rất là nguy hiểm. Và cái người cô đơn thì người ta nói là nếu không có giải quyết đó, thì những người này, quý vị, là họ có cái tinh thần lười biếng, không muốn làm gì cả. Và cũng có những người nói rằng là những người cô đơn thì họ hay hút thuốc lá và không có muốn exercise, chỉ có muốn nằm, chỉ có muốn không có hoạt động. Cho nên đó là cái bệnh, cũng là một cái bệnh của cô đơn, quý vị. Cho chúng ta thận trọng nha. Cho nên khi mà nói đến cô đơn nữa thì nó lại ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng về vấn đề sự sống và sự chết của mình. 26% của những người bị cái tâm bệnh cô đơn đó là chết sớm hơn những người mà không có cô đơn. Có lẽ tôi nói điều đó chúng ta cũng đủ hiểu, đúng không ạ? Không một người nào muốn mình cô đơn cả. Thì chúng ta phải làm sao? Thì trước nhất chúng ta phải có một cái giải quyết để mà chúng ta không bị rơi vào những cái sự kêu là thất bại, hay là những cái điều mà tôi vừa nói trong những cái mạng xã hội, hoặc là xa lánh những người chung quanh mình. Kính thưa quý vị, khi nói đến cô đơn thì tôi tin chắc rằng không ít thì nhiều trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta, ai cũng cảm thấy được, hay là ai cũng kinh nghiệm được là mình có những lúc cảm thấy rất là lonely, rất là cô đơn. Có người nói với tôi rằng cái người mà cô đơn nhất, đúng quý vị, là ai ạ? Chính là tổng thống, chính là một vị lãnh đạo cao nhất
trong đất nước. Tôi nghĩ là tổng thống thì biết bao nhiêu người chung quanh, người hầu, người hạ, người chung quanh ông mà tại sao lại cô đơn. Nhưng mà chính nơi đó, chính cái nơi mà ông có quyết định, những cái nơi mà ông phải tự cái là quyết định lấy cho những cái quyết định quan trọng, và cũng có lúc ông cũng không chia sẻ được với một người nào. Đó là cái lúc mà cô đơn nhất đó quý vị. Tôi thấy cũng rất đúng rồi. Mà khi mà nói những điều này thì chúng ta thấy luôn cả trong Kinh Thánh, ông Phaolô, Thánh Phaolô quý vị, là một người giao giảng tin lành, một người rất là tích cực, một người lúc nào cũng nói là hãy vui mừng đi. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi trong lúc ông ở trong nhà tù, bởi vì sự bắt bớ đạo của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh Timôthê thứ nhì đó, đoạn 4 đó, có một cái câu nói mà chúng ta thấy được trong, có lẽ trong giây phút đó Phaolô cũng cảm xúc được, kinh nghiệm được cái sự cô đơn trống vắng trong cái chức vụ của mình đó cơ. Tôi xin đọc cho quý vị nghe nhé. Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu số 9 có chắc như sau: hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca, Cơ-rết-sen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi, chỉ có một mình Luca ở với ta, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn này, có lẽ Phaolô cũng cảm thấy mình bị bỏ. Những cái người đồng lao, những người cùng hầu việc Chúa với Phaolô, mà bây giờ thì là họ lìa, họ bỏ. Họ bỏ có nhiều cái lý do đó. Đam mê thì mê thế gian, rồi những cái người khác thì họ bỏ vì một cái mục đích nào đó, một cái lý do nào đó. Cho nên trong cái chức vụ của những người hầu việc Chúa, tôi rất thông cảm cho quý vị là những người hầu Chúa. Có lắm lúc chúng ta cảm thấy bị lẻ loi, có những lúc chúng ta cảm thấy bị cô đơn, khi chúng ta cảm thấy những người mà mình quan tâm, những người mà yêu thương, mà họ lại bỏ mình mà ra đi. Đúng quý vị? Kính thưa quý vị, tôi cảm ơn Chúa. Dẫu rằng con người mà chúng ta có yêu thương bao nhiêu đi nữa, một ngày nào có lẽ con người đó cũng phải bỏ mà ra đi. Nếu không bỏ chúng ta trong cuộc đời này thì họ cũng sẽ bỏ chúng ta để mà lìa trần mà thôi. Quý vị có biết rằng không có một cái nỗi cô đơn nào, nỗi đau khổ nào là khi mình là những đứa con cảm thấy bị cha mẹ ruồng bỏ, đúng không ạ? Đúng thế. Tôi được biết là có những người sinh ra bất hạnh và lớn lên thì là không có biết cha mình là ai, hoặc là không nhận được tình thương của cha mẹ của mình. Có những người mồ côi, cho nên họ cảm thấy là họ bị bất hạnh, họ cảm thấy là họ bị cô đơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có những người cô đơn bất hạnh như vậy, khi họ trở lại tiếp nhận tin Chúa thì họ thích cái câu này lắm. Đố quý vị câu gì? Tôi sẽ đọc cho quý vị nghe trong Thi Thiên đoạn 27 câu số 10 có chép như sau: khi cha mẹ bỏ tôi đi, không có sự cô đơn nào, không có sự đau đớn nào là bị bỏ, mà cái người bỏ mình chính là người sanh mình ra, là cha là mẹ của mình. Đúng quý vị, khi cha mẹ bỏ tôi đi thì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận tôi. Ô quý vị ơi, chúng ta biết một điều, dẫu có ai bỏ chúng ta, dẫu có ai lìa chúng ta, dẫu chúng ta cảm thấy là dường như là Phaolô là đã bỏ đi rồi, nhưng mà Chúa đó gì? Chúa không bao giờ bỏ mình. Chúa chấp nhận mình. Chúa đưa cho chúng ta ở trong tình yêu của Ngài. Chúa chăm sóc chúng ta một cách diệu kỳ, lạ lắm quý vị. Bởi thế chúng ta cần có Chúa Giê-xu ở trong cuộc đời của mình, thì quý vị ơi, quý vị sẽ không còn cô đơn nữa. Quý vị biết không ạ? Và chính Chúa Giê-xu cũng đã nói rằng Ngài chính là người bạn của chúng ta. Ngài không gọi chúng ta là tôi tớ, Ngài không gọi chúng ta là cái môn đồ hoặc là vân vân, nhưng mà Ngài gọi chúng ta là bạn hữu. Quý vị biết không ạ? Mà quý vị ơi, chúng ta biết rồi, mình có bạn rồi cũng mất bạn đó quý vị. Nhưng mà Chúa không bao giờ mất, Chúa không bao giờ thay đổi. Và tôi xin đọc câu Kinh Thánh này để chúng ta được sự yên ủi nhé.
khích lệ quý vị trong văn đoạn 15 câu 12 trở đi. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta yêu lẫn nhau. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Quý vị thấy rõ mà, Chúa gọi bạn hữu là Chúa muốn nói về chúng ta đó. Mà Chúa yêu chúng ta đến nỗi Chúa phó sự sống Ngài cho chúng ta trên thập tự giá, đổ ra đền tội cho chúng ta và cứu chuộc linh hồn chúng ta. Đó là một tình yêu của Chúa đối với chúng ta thật là lớn lao, quý vị ạ. Ví tự các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là gì? Bạn hữu ta. Lạ lùng không? Mình là ai mà lại gọi là bạn Chúa? Nhưng mà Chúa gọi chúng ta là bạn của Ngài. Chúa muốn có sự chia sẻ, Chúa muốn có sự tông công, tương giao với chúng ta như một người bạn, quý vị ạ. Lạ lùng. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chuộc mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Quý vị có nhớ Đức Chúa Trời gọi ai là bạn Ngài không? Gọi ông Abraham. Chúa không có bao giờ mà Chúa giấu Abraham điều gì, bởi vì Chúa coi Abraham giống như bạn của Ngài, Đức Chúa Trời đó quý vị. Cho nên quý vị ơi, quý vị sẽ không bao giờ cô đơn khi chúng ta có Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Và một câu kinh thánh tôi xin tặng với quý vị, để quý vị không cảm thấy cô đơn nữa, không cảm thấy đau buồn nữa, không cảm thấy xuống tinh thần nữa, nhưng mà chúng ta sẽ vui vẻ, phấn khởi, và chúng ta thấy tích cực, và chúng ta thấy ham sống, và chúng ta sẽ đến gần với Chúa, và chúng ta yêu thương Chúa và yêu thương những người xung quanh. Câu nào tôi muốn tặng cho quý vị trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 31 câu số 6 có chắc như sau: hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi. Quý vị có biết rằng Chúa ở cùng mình cho đến lúc nào? Lúc tận thế. Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Hallelujah. Mong rằng đây là những câu kinh thánh khích lệ chúng ta, nếu chúng ta trong tâm trạng của những người đang cảm thấy cô đơn, trống vắng trong cuộc đời, thì hãy nắm lấy lời của Chúa, tin tưởng hoàn toàn. Chúa không bỏ chúng ta đâu, Ngài không lìa chúng ta đâu, Ngài luôn luôn đi cùng chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an, sự phước hạnh, sự vui mừng nếu chúng ta thật sự có Chúa trong lòng của mình. Quý vị ơi, nếu đây là một bài chia sẻ sáng hôm nay mà quý vị cảm thấy khích lệ cho quý vị và cũng như khích lệ cho những người mà quý vị quan tâm đến, những người bạn trong Facebook của mình, như tôi thường nói, chúng ta chỉ làm một điều qua cái ngón tay này: chúng ta nghe xong bấm share, bấm liền share để cho mọi người được nghe. Amen. Xin Chúa Ngài ban phước cho quý cụ, quý bạn trẻ em. Chúa cho phép chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai qua chương trình Trò Chuyện Ban Mai. Xin chào.